Sang sau tháng 7, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận thông tin vừa có một người dân tử vong ngay tại trụ sở xã trong khi tham gia cuộc họp hòa giải về tranh chấp đất đai. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ tiếp nhận đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai giữa bên nguyên đơn là ông Trần Văn Cận, ông Nguyễn Văn Hạ chú thôn Hòa An, xã Hương Thọ, ông Hồ Văn Hai chú thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ và bên bị đơn là ông Hồ Mỹ chú thôn Liên Bằng, xã Hương Thọ. Sau khi xác minh, Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ đã mời các bên liên quan đến trụ sở để tổ chức hòa giải vào lúc 13 giờ 30 phút chiều 5 tháng 7. Chủ tịch hội đồng hòa giải là ông Nguyễn Thế Anh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ. Tại buổi hòa giải, sau khi ông Hồ Mỹ trình bày ý kiến của mình về việc tranh chấp xong thì được mời ngồi xuống tại chỗ. Tuy nhiên khi ông Mỹ ngồi xuống thì mặt có biểu hiện biến sắc, bất động. Lúc này, ông Lương An, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hương Thọ đang ngồi gần đó phát hiện dấu hiệu bất thường của ông Mỹ nên đã chạy đến dìu ông nằm xuống, sơ cứu. Ông Nguyễn Thế Anh cũng lập tức gọi xe cấp cứu đến hiện trường chở ông Mỹ đi bệnh viện. Tuy nhiên ông Mỹ đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ đã có báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố Huế. Công an thành phố Huế cũng được yêu cầu xuống hiện trường khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Mỹ. Tuy nhiên, gia đình ông Mỹ xác nhận bản thân ông có tiền sử bị bệnh tim trước đó và có nguyện vọng không khám nghiệm, không điều tra vụ việc để đưa thi thể về lo hậu sự.